Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai đó mà tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng không độ. À được. 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu hả? Dạ, hồi đó em nhát lắm. Giờ quen nhau được 1 năm mà chia tay. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi em chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, hả? Thích thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tùng Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung học? Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai đó mà tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng không độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em. Điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói nha chị. Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân tộc. Em trai, em dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao. Không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao tình duyên sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Giờ quen nhau được 1 năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai là do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó. Rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn. Chẳng hạn nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập. Thương yêu kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy? Cao ơi. Hơn 1m6. Dạ cao 1m78 chưa? Wow rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Rồi ngon lành. Ừ ngon lành liền. Dạ. Được để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà. Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ cảm ơn anh. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề. Không thể em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió. Không có cái gì hết trơn. Không có mưa gió gì cả. Mỏi. Ừ. Biết đâu qua dạ, em gái xong. Trời ơi dễ thương quá. Dạ. Em ơi. Dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Ăn trai mưa rồi. Rồi. Cả bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè đúng không? Dạ. Đó,
Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là các anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, với tất cả mọi tổ chức. Giờ bên đàn gái của ảnh, tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được, anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi, đóng mới về phụ không anh? Nó đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Dạ sao đen. Dạ sao đen. Đó. Về thợ mộc, về báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sao Đen cho bên gái coi. Dạ em mới thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Bên kia múa, bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tại tay em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Bề ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì. Bây giờ nè, bạn dạ. Này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô vô nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền. Vậy ha, đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ rồi, với anh về nghe. Rồi với anh về nghe. Trời ơi, rồi nợ dai đâu trả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống Hạnh Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái à chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không?
Được rồi em. Được. Để tao rút bấm, chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi em. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Mời nhà trai. Chào anh trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp ở kia. Chào tất cả thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bạn là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình. Điện nước cơ khí là nó làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm à. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng không mấy tháng anh ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn là những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng. Trời ơi sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em. 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời bạn ơi. Đó yêu đàn ông hả? Mới vậy mà sao 7 năm em mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi làm mất tao 7 trời năm thanh xuân. Trời mất nhỏ 7 năm trời thì tình là giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó. Phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá. Tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ nhì nó là gì? Sâu sắc. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á. Một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy. Thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy. Bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ vậy đi. Em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em.
biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì vậy, nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, cá không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, chung giao em là em làm rất là nhanh. À, chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Phải tiết tốc cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại ừ, đúng rồi đó. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái, anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? À, dạ em đi với mẹ, chị với lại hai người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng. Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, xin chào em anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung, cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí, với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi, cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ, đã có hai em mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu với bạn rồi. Này là ok không. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nói lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi đứng lên tặng quà đi. À, chào em. Dạ chào anh. À, em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. À, em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này. À, em cũng tặng anh ha. Dạ. Nghe đồn anh thích màu xanh, còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời, còn em thì lại một đời bên anh. Dạ. Rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, là và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù vờ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi. Hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng nhiều lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Bây giờ ra em cũng không có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở đâu? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk thôi. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian làm sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể, công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi.
anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Nếu mà tình cảm đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. À. Ừ. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Em thấy bạn cũng phù hợp với em. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. À, chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngát, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoáng dài mãi, hương rượu cần ngất ngây. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kết hàng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã, lắng nghe lời ai rây hình nhận mình nhàng hỡi linh, nghe sao xuyên lòng ai. Trời ơi, à, hay quá vậy. Bây giờ mai mốt vậy em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thầy cô và bạn em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn hai đứa nha. Trời, cảm ơn. Hãy chăm sóc bạn gái ấy. Đó, ôm liền, nắm tay luôn. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện nha. Hiện tại bạn là anh đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho, có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, thôi. Vậy là hai bạn này á, Linh. Mà hả? Nếu mà có bấm nút á, thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. À, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi, rồi lấy nhau, rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không? Dạ. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cấm Hiệp. Tô Cấm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cấm Hồng như. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha. Ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp 32 tuổi làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tông giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ, phải đúng không? Rồi ạ. Em trai kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện tại bạn là trai em đang kinh doanh gì? Kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho, có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ, nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá ha Linh á. Đúng rồi, đơn giản thôi.
Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. đơn giản nữa, không phải đi công viên. Là hẹn nhau cỏ. Ở nhà nghỉ của công viên. Ta nghĩ kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến dạ. mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại, bao lâu rồi em? Dạ khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi. Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay. Dạ. Của em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về đi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Ồ, vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ gì làm giảm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Trời ơi, từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi bên coi đàn đi, đàn đáp ứng được nhu cầu của em hay không. Còn ly nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, Ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Nghỉ hả? Giá nhiều phòng cưng. Trời anh là hả, miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái gì, cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó, xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi nói bên đàn trai. Nói đi, nói đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ. khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À, chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được 10 mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ. Em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó.
Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân. Ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy dạ anh tặng cho anh nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi, thích rồi, nước hoa bây giờ tôi đưa cho hiệp hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Vậy tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nha. Dạ anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim tinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm. Nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Yeah. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh về cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên Điện Gần mà em. Dạ đúng rồi. Điều đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời ạ. Nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức, bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một, khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Phải không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi đôi.
em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị, chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem, và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó? Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiến xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè, nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó, ông đừng có quên của nó tội. Đừng làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đông môi này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má, ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vậy không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mừng mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi. Trời ơi. Cá tính không? Dễ sợ chưa? Rồi, chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Hồng Vân, chào em.
quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy, cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa. Tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc cùng một lúc nhiều việc được, đúng không? Việc. Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Chứ lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Dạ, em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em. Con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ, điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác. Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ, có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giờ được tiền. Giờ phải kiếm bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi, khỏe, có bằng cái kia được rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ, nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi hai tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon là chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa, nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ, nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ, 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mùi lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ, mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Hồi em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, cao từ 1m55 trở lên. Rồi, có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm. Vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng chưa? Rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á.
Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi ạ. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ. Em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông báo với má sau ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng những dẫn về mà còn vác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có vác thông mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Đàn gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng rất thích hoa. Mít rồi dè qua đây thôi khỏi trao. Đó dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh. Thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì nữa không? Ship luôn người thà người. Dạ vậy được á anh. Em dạ. Xem lại tặng bông hướng dương. Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn anh. Ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn trĩnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống, gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít là em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nó bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy. Trời, bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới còn. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu dù đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ.
Vân không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi. Chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen chăm chào. Sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói có bác kìa. Nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung. Chứ còn không có, có nhiều người rối á, cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt, nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Dạ vâng. Rồi, chúc em hạnh phúc. Dạ, về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui, vui nhà, vui cửa. Khùng khùng hả? Dạ. Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không dạ. quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai đó mệt lắm. Mời nhà trai. Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào bạn nữ bên kia, tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học. Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thiên về tiếng Nhật. Tới dạ. Tới Nhật đi phiên dịch chẳng hạn, ví dạ, dụ đúng, đúng không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Giờ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em Huyền Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Mời đàn gái. Còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi giống như là, ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè. Chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai vậy đó, là lâu lâu có lúc siêng, có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng. Tại vì em làm đêm quá nhiều á, cho nên là em phải ngủ lại, bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không dạ. quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai đó mệt lắm. Anh trai, đường tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình nó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Ế tới giờ là dạ, sao? Dạ tại vì em khó tính á. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong
mộng của em là người như thế nào? Dạ, cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào trời, anh. Dễ thương quá. Dạ, về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ, em khùng khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai nữa thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Rồi. Dạ. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à? Bạn bên đó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em có hút thuốc. Nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng hơn trai? Dạ có một chút thôi. Em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm tại vì em ở dưới quê á, nên là cũng có một số người nói. Có em, giờ dưới quê ta cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó. Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi. Đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó. Bởi vì những người ta ra điều kiện đôi khi nó dễ. Còn cái người mà thôi miễn nhìn được là được. Nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ á là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái gì ra vậy? Em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Huyền Linh và MC Hồng Vân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Đã, chào em. Thì tới đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn nha. Ngồi. Em mở quà đi. Dạ. Cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng quanh với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều nhớ đến anh. Rồi chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng không thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute. Rồi, có anh nhiều lời khen, anh cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương. Lúc này thì em có bảo á là em không thích con trai hút thuốc. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đốt đòi anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng á, nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc á thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên. Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào?
thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Nhìn này, anh em có thể giống như là mẫu hình tượng lý tưởng của em không? À, về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như Ru của em. À, về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á, cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc nãy anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? À, thực ra anh là quê gốc của anh Hà Tĩnh, nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? À, thì trước khi gặp em á, thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hồi hộp hơn. Hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan điểm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan điểm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cái kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á, là đa phần phải đến từ người con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gây gắt luôn, thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước? À, nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gay gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em. Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra ồ mình sai mất rồi, thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên cho em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi, văn hóa văn nghệ đi, người 25, người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo đi. Hai người. Cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn. Đó, cả trường quay làm với em đi. Mọi người hỗ trợ em nhé. Chị ngồi đây chị làm luôn nè. Siêu wa se nara teo tata ko. Siêu wa se nara teo tata ko. Siêu wa se nara tai do de shimesu yo. Hora minna de teo tata ko. Siêu wa se nara ashi nara so. Siêu wa se nara ashi nara so. Siêu wa se nara tai do de shimesu yo. Hora minna de ashi nara so. Dạ rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ xe qua xe có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tai cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, đúng cơ quan cơ thể dạ. Ta đều hạnh phúc cả dạ. Rồi hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3, 2, 1 hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Dạ, không sao. Ba em á đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng, nhưng mà mới có 3 tuần thì cái hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Cho anh xin phép đẹp đi. Nhà gái. Dạ chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Thôi mời anh trai ngồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha.
Nghe bạn gái giới thiệu nha em trai. Em chào chú Quyền Linh, em tên là Nguyễn Thanh Thùy. Năm nay em 25 tuổi. Em làm trợ lý theo dõi đơn hàng của một công ty may mặc. Em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Rồi, chào Thùy. Mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nào. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và gần các bạn đang xem trường quay và toàn thể quý vị đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Minh Sang, em 27 tuổi, em đến từ Long An. Em đang làm tại công ty thép Vinawan ở Bến Lức, Long An. À, vậy thì cũng gần rồi ha. Bến Lức thẳng tới Bến Tre, không Bến xa mấy. Bến Lức với Bến Tre. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sang? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia và biết nấu ăn. Giỏi. Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể chia sẻ làm việc nhà. Hay quá. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là viết chữ xấu. Viết chữ xấu. Bây giờ đánh máy không ạ? Có rất nhiều người viết chữ xấu không lo. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em á, em kể cái thứ nhất là em siêng. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á, là cũng siêng chơi. Chơi gì? Dạ ý là ví dụ đi chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Siêng chơi ha. Tôi khoái câu siêng chơi. Đúng rồi đó. Điểm yếu của em là em thấy em bị chậm. Với em bị quần. Xà quần á hả? Dạ đúng. Người miền Tây mình hay kêu là xà quần á đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy xe em cũng chậm, cứ tèn, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, rồi không biết là ngắm đông ngắm tay cái gì đó. Ăn có chậm không? Dạ ăn chậm luôn, bị mấy chị trong công ty nhẹ hoài luôn. Tắm có chậm không? Dạ có luôn. Mấy tiếng hồ trong nhà tắm? Có thể là nửa tiếng, một tiếng. Ba em mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi, nghe sao thấy em trai? Dạ. Nghe thấy gì được không? Dạ được. Được không? Đường tình duyên của em sao Sang? Dạ em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối? Dạ. Mối tình đầu mấy bao lâu? Dạ mối tình đầu khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Đơn phương á hả? Dạ em theo đuổi mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Người ta có giải thích về tại sao không? Bạn nói đó là không muốn yêu. Không muốn yêu hả? Dạ. Rồi cuối cùng người đó có lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa là ví dụ giờ đùng cái người đó quay trở lại với em sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Đã qua rồi ha. Giờ không còn nghĩ tới người đó nữa đúng không? Rồi. Đường tình duyên đây cũng trắc trở lắm. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ruột gan mình sạch sẽ để mà mình đón nhận những cái điều mới mẻ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hỏi đường tình duyên nè. Em gì cũng chậm hết. Em yêu có chậm không? Dạ có. Cụ thể sao nói vậy Lan nghe coi. Ý là em kiểu như là em không có yêu một cách sâu sắc á, quen thì nghiêm túc. Nhưng mà em không có dám hứa. Tại vì em sợ mình làm không được nên em không dám hứa, xong rồi cái người ta không có tin được á. Bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức quen thì em chỉ quen mới có một mối tình thôi. Mình quen bao nhiêu lâu mình chia tay? Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng. Nhưng mà mới có 3 tuần thì cái hai người chia tay. Trời ơi. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Bây giờ mình nói luôn đi. Cái tiêu chí chọn cái người bạn sắp tới của mình là gì? Em thích cao, mập. Em kể chi tiết quá được không ta? Được. Nhiều tóc, mày rậm, môi son, thơm. Chị tưởng em tả hàm hương được không á? Cho tôi một cái son tôi đánh vô coi. Về tính tình á thì em hy vọng là bạn nó sẽ đừng có nhây quá mà cũng đừng có đầm quá. Rồi em thích người ta nhanh hay chậm? Nhanh đi, tại vì em chậm rồi. Bây giờ nhanh là lỡ hẹn hò nói em ơi 7 giờ hẹn nhau nha, mà người ta nhanh quá 6:45 ta tới rồi. Em biết em chậm cho nên em lúc nào em cũng trừ hao á, cái em chuẩn bị nó bị dài lên trước. Là 1 giờ là em chuẩn bị rồi hả? Dạ em phải trừ hao cho em. Mốt bị đẻ thì chuẩn bị đi sớm nha. Cái này mấy chị trong công ty cũng chọc em nữa. Cái gì cũng chậm vậy luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cố gắng nhanh á thì nhưng em sẽ bị rối. Bạn này ý thức được việc đó. Dạ. À.
nhanh quá thì em mình bị rối. Mình tập thể dục nè, mình rèn luyện kỹ năng mình cho gì cho nhanh chút xíu được không? Em tập thể dục thì tập thôi, nhưng mà nó vẫn vậy à. Phải vậy đó hả? Dạ. Mình ghét đàn ông nhất là điều gì? Dạ ghét hút thuốc. Ghét thuốc. Xong rồi không có thích mà nói chuyện về quá khứ, đừng có ăn mày quá khứ. Rồi. À, đừng có bắt em hứa gì về tương lai hết. Cứ là hiện tại vui là được rồi. Rồi xong rồi đó. Em cầm giấy gì á? Thư bạn trai hả? Dạ ý là em có định hát một bài hát. Em muốn hát luôn bây giờ hay em muốn tí mở rào em hát cho bạn trai nha? Để hỏi tí em tặng quà rồi em hát, nhưng mà hy vọng là lúc đó em không run. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình coi coi qua bạn coi trai. Nhà trai đi. Chào em. Trời em ơi đẹp trai lắm. Mà không biết có cao hơn em hay không thì chị không biết, mà đẹp trai lắm. Em chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Là không cao bằng em đâu. Bên kia môi son má phấn kia đó. Thấy thương quá, tình trường cũng đoạn trường quá ha em. Thấy bên kia hơi chậm á. Dạ. Em thấy có ổn định không? Dạ ổn. Được đúng mọi không? Thứ để em lo. Mọi thứ để em lo được đúng không? Dạ được. Rồi vậy thì bây giờ mình nói cái hình mẫu lý tưởng của mình cho chị Lan nghe coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em là cao bằng em mà, hoặc là dư xăng luôn á. Bên đây hơn nha. Bên dạ. Đây cao hơn đó. Dạ ốm hơn em. Rồi dư luôn. Ốm luôn á. Ốm hơn. Dạ, dạ. Rồi cái gì nữa? Em thích bạn gái của em là sẽ có những cái đức tính nào? Dạ em yêu thương gia đình và thương yêu ba mẹ em, cũng như là em sẽ yêu thương ba mẹ của bạn. Rồi tốt, cái đó bạn gái nào mà có là tốt lắm, mà chị tin là bạn gái bên kia sẽ như vậy. Yeah. Rồi gì nữa? Hiểu và cùng em bước đến cuối đời. Bên đây tôi thấy được đó. Đức đây là nghiêm này. Túc lắm á. Nghiêm túc luôn. Ừ. Cái điều gì em không thích ở con gái? Dạ em không thích ở bạn nữ là thí dụ như mà xác định quen em đi thì không thể nào đi chơi riêng với một bạn trai khác. Đó là điều đương nhiên rồi, không ai làm như vậy. Bạn nghiêm chỉnh lắm. Chừng nào thì có thể kết hôn được? Hiện tại là em sẵn sàng, tại vì hồi trước á em hay có suy nghĩ á là đợi khi nào mình hoàn hảo á và mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà em thấy em cứ cố gắng hoài em vẫn không có hoàn hảo được. Nên là em bây giờ em thay đổi suy nghĩ là mình có thể làm cùng lúc hai thứ. Ừ, được, ok. Trời, tôi thích, tôi em thích đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em. Dạ, là đầu tiên thì con xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Con tên Ngân là bạn thân của Thùy. Dạ, con thấy bạn Nam rất là hiền. Đẹp trai. Hợp với bạn của mình không? Dạ, theo con thấy thì cũng hợp. Em nhắm là với cái tính mà chậm của bạn em thì bên đây có cải thiện được không? Dạ, nói chậm như thôi chứ thật ra bạn cũng không có chậm lắm đâu chị. Thật ra là chị thấy nó từ tốn, nó nói chuyện là tiếng nào ra tiếng đó, rất từ tốn. Dạ, đúng rồi. Bên đây ta hứa rồi, thế giới để cho bên này lo. Hôm nay gặp nhau là duyên rồi thì mong hai bạn cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu tiến xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Bạn Nam đi với ai kia? Dạ em đi với bạn em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là Tuấn, là bạn thân của Sang ạ. Em thấy bạn nữ này dễ thương. Có hợp với bạn thân của em không? Dạ thấy là có hợp ạ. Có hợp ha. Sang nên xem xét đi Sang. Rồi. Bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho em rồi đó, tiếp thêm niềm tin cho em rồi, mọi chuyện còn lại là do em. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi mở rào. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Mình cũng cố gắng tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Cho anh xin phép đẹp đi. Vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Em cũng có món quà tặng anh. Mình mở ra. Mở ra coi thử. Cẩn thận. À, cái này là một món quà mà em tự làm. À, nó không có ý nghĩa gì hết, mà tại vì em làm em thấy nó đẹp với nó dễ thương thì em tặng anh đó ạ. Ủa là gì vậy? Đây, đây tôi hổ. Dạ là một cái hộp rượu. Rượu nho, hả? Rượu trái cây. Làm tự ngâm luôn hả? Dạ. Uống được không? Dạ được. Dạ em ngâm nó cũng chưa lâu lắm nên nó chưa có lên chưa màu. Xỉn, chưa xỉn. Rồi về chỗ đi các bạn. Nãy giờ nói chuyện qua hàng rào thôi. Giờ mặt thấy sao nè? Dạ em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Dạ cũng hiền lành, vui tính. Cao không? Thấy cao không em? Dạ cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được.
Dạ tại vì em thấy là có nhiều bạn á, kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đứng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ, với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Rồi, hát. Hát, đó, hồi nãy tính hát đó. Em có một bài hát, dạ em hát cho anh nghe với lại. Ngồi trong quán bán nhâm nhi, ly cà phê một nắng, cuộc sống cứ thế ngọt ngào và cay đắng. Thèm một chiếc bánh chia đôi, nhưng lời nói cười và đôi tay lại đến chặt tay giữa phố đông người. Chuyện về chiếc bánh mang tên tình yêu anh đã nghe bao giờ, nồng nàn khiến em ngơ ngơ như vừa hôn anh. Mùi hương kem trắng thơm thơm lần chiều đám say nhẹ nhàng, vì yêu sẽ vẫn ngây thơ đợi chờ. Hát lại liền, hát lại. Anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em, bài Em Về Kiểu Trời Mưa. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Anh thấy đầu tiên là hai bạn hợp nhau vì chuyện hát rồi đó. Rồi, mình tiếp tục đi. Hẹn hò sao đó? Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Anh thì làm việc ở Bến Lức, là đang làm nhà hành chính. Có thể là anh sẽ rảnh ngày Chủ Nhật. Dạ. Mình có thể đi chơi vào ngày Chủ Nhật. Dạ. Em thì công việc của em cũng làm từ thứ hai tới thứ bảy. Em cũng rảnh Chủ Nhật. Chủ Nhật thì em hay thường đi về nhà chơi. Hoặc là không thì lâu lâu muốn đổi thì có thể đi cà phê hay là đi đâu đó đi chơi cũng được. Chuyện nếu các bạn tiến xa hơn, các bạn sẽ về chung một nhà. Rồi chuyện tiền bạc sao? Có thể là tiền bạc sẽ có vợ giữ. Cái này thì em hay tâm sự với mấy chị trong công ty hay khuyên em là giữ tiền. Nhưng mà nếu mà cái tính của em thì ai tự giữ tiền cho khỏe, tại vì em nhức đầu á. Em thiệt sự là em nghĩ như vậy, nhưng mà mấy chị trong công ty với mẹ em hay kêu là em giữ tiền, nhưng mà em thấy nhức đầu. Vậy giờ sao? Vậy giờ em muốn giữ tiền hay là sao? Dạ em không giữ tiền, em giữ tiền em thôi. Trên trời dưới đất tôi mới thấy cô này. Tiền. Giờ cái sân khấu này mới thấy á. Đàn ông vô cùng thích thú với việc đó đó. Nhưng mà em xài tiền em là để em lo thân em thôi. Còn nếu như mà có con cái đâu thì anh phải lo rồi chứ. Tiền em hiện tại chỉ đủ lo thân em thôi. Thật. Không sao anh lo được. Anh có thích nuôi chó trong nhà không? Có em. Dạ. Hỏi chi vậy, tiện hỏi xong ta trả lời có rồi cái thôi. Dạ ý là biết nuôi chó, thích nuôi chó thì được. Tại vì em cũng thích là có một con ở trong nuôi chơi chơi vui vậy đó. Em lo cái tiền em lo đủ, mình em mình nuôi chó ai lo? Ừ, ảnh lo. Rồi bây giờ hai bạn, bạn trai hãy tiến tới nắm tay cô gái để xem trái tim mình có rung động không. Nói với cô gái những cái điều gì mình đang nghĩ và mình mong em muốn. Em nhìn vào mắt anh, em có cảm thấy là anh là người đang ấm áp không? Em thấy anh cũng dễ thương. Em cảm thấy là thân thiện dễ gần là được. Tại vì em kiểu như là em cũng muốn có mối quan hệ là kiểu như là bạn đời á, thì mình có thể nói chuyện với nhau được. Hứa hẹn sau bài thì anh không thể mà hứa được, tại vì là tương lai không biết trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta hợp thì anh sẽ hứa yêu thương em suốt đời. Hay quá. Dạ. Rồi. Hai bạn về chỗ các bạn. Bấy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định là do các bạn bấm hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Xong. Bạn gái rất là quyết liệt, bấm là không có chậm nha. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Mừng quá hả? Dưới mừng quá hả? Hùng gái vô má làm kỷ niệm coi nào. Không coi vừa không?
Vừa. Vừa khớp. Rất là hợp lý luôn. Thơm không? À, thấy có cảm giác nhiều không? Dạ có. Có đúng không? Em gái thấy nụ hôn nãy sao? Hả? À, dạ cũng kiểu dễ thương á. Dễ thương hả? Dạ. Hôn cái nữa được không? Dạ hơi ngại. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm tròn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình dung siêu tóc Toshiba KT17SH2NV, thiết kế sáng đẹp ấn tượng. Thiết kế hiện đại nhất với thân bình được làm từ thép không gỉ, tạo vẻ ngoài sáng đẹp bắt mắt. Thép không gỉ SOS304, bộ gia nhiệt cao cấp ASIC, nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ, góc mở nắp lớn 75 độ, mở nắp bằng một nút nhấn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Quick Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. À, dễ thương quá. Chúng ta đưa nhau về nào. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? À, chúng ta vừa trải qua hai cặp đôi, chứng kiến họ nói chuyện với nhau, chứng kiến họ hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay, mặc dù cặp đôi đầu tiên không bấm nút, nhưng mà mỗi mảnh ghép chúng ta sẽ có hàng triệu mảnh ghép đang đợi chúng ta. Đừng lo lắng điều đó quý vị nhé.